Chắc là ý cuối cùng là muốn hỏi thầy là liên quan tới việc mà cái ngôi chùa mà đang được xây dựng lớn nhất ở Việt Nam mình, lớn nhất ở Đông Nam Á luôn. Thì thật ra là tại vì người ta phản ứng là do nó có sự can thiệp một đơn vị tư nhân, trong khi đó trước đây chùa chúng ta ở Việt Nam mình thường được nhìn nhận là thành lập lập với từ một cái vị tu sĩ lên một cái đi ra từ từ, nhưng mà lần này lại là tác động của cả một cái đơn vị đầu tư lớn, thì người ta lại đặt ra một bài toán là liệu có sự kinh doanh nào đó trong cái tín ngưỡng tôn giáo này không, thì người ta phản ứng như vậy. Thì quan điểm của thầy đối với câu chuyện mà khi mà chùa nó phát triển như vậy rồi người ta có sự nhúng tay của đơn vị tư nhân thì như thế nào? Chúng ta phải bóc tách câu chuyện đó thành ba vấn đề. Thứ nhất á, là ngôi chùa được báo chí nêu tên á, thỉnh mời á, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam và làm chủ trì, và Thượng tọa Thích Minh Quang là Phó chủ trì. Cho nên á, là chùa không phải là vô chủ, doanh nghiệp tạo ra ngôi chùa đó không làm chủ trì mà tăng sĩ Phật giáo làm chủ trì, thì cái đó đó về hiến chương giáo hội không có gì là sai, về luật pháp á, thì cũng lại càng không có gì là sai, vì nó là phù hợp với chủ trương khích lệ phát triển công nghệ không khói, đó là du lịch xanh và du lịch tâm linh. Đó là xu thế toàn cầu chứ không phải riêng Việt Nam. Việt Nam đã đi sau thế giới đến 30 năm, tôi đến 50 năm về lĩnh vực này. Vấn đề thứ hai đó là các dịch vụ khép kín ở trong phạm vi của ngôi chùa, thì báo chí đó hầu như là đánh mạnh về vấn đề này. Thì tôi có cái nhìn rất là thoáng nha, vì diện tích ngôi chùa đó là 5.100 hectare. Ở cái công trình A đi qua đến công trình B dù khi cách nhau là 5 cây số, 10 cây số, 20 cây số. Cho nên á, việc mà tạo ra các cái dịch vụ nếu với cái giá phù hợp với Bộ Tài chính đặt ra thì không có gì để đáng nói. Tôi thì tôi chưa có chứng kiến ở đó giá như thế nào. Còn quy định của Bộ Tài chính á, thì năm nay thì tôi chưa có cập nhật. Thí dụ như cái giá của bãi xe, thí dụ nếu Bộ Tài chính quy định là 5.000 mà ở tại đó ta quy định nhiều hơn thì cái đó làm sai luật, không thể chấp nhận được. Dầu là dịch vụ tạo ra tiện ích. Như vậy, nếu bản chất của các dịch vụ để tạo tiện ích và giúp cho du khách đỡ mất thời gian thì tôi cho rằng là khắp thế giới người ta đều làm như thế. Và chúng ta phải khen ngợi các cái dịch vụ đó. Bây giờ ở các lĩnh vực hành chính nhà nước, không phải chỉ riêng Việt Nam, Việt Nam là một trong những nước đi cuối cùng ha. 175 quốc gia trên thế giới này ta đã đi lâu rồi, đó là dịch vụ công. Dịch vụ công á là ngay cả có luôn trường hợp là người ta cho người đến đến tận nhà để làm dùng những cái dịch vụ cho người đương sự, không phải mất thời giờ mà có được cái công việc thành công của mình để mình đầu tư công việc khác. Ở Việt Nam chúng ta đang có cái dịch vụ chứng minh lý lịch tư pháp đó. Thì là sở tư pháp vẫn có cái dịch vụ đem giao đến tận nhà cộng một cái số tiền, đó là tiền dịch vụ để giúp cho các cái tiền có được tốt. Do đó ở góc độ này đó thì tôi cho rằng là việc mà chùa Tam Chúc mở ra các cái dịch vụ nó là chuyện bình thường, vấn đề giá cả nó là như thế nào thôi, có phù hợp với pháp luật của nhà nước hay không. Nếu không phù hợp là chúng ta phải lên án, còn nếu phù hợp thì tôi cho là bình thường. Tôi thì đã đi 30 quốc gia và đi tới bất cứ nước nào tôi cũng đến các công trình tôn giáo lớn, rồi các cái di tích lớn, di sản văn hóa thế giới, di sản văn hóa quốc gia. Và tôi thấy rất rõ ở nhiều nơi ta vẫn có dịch vụ và thậm chí ăn rất mắc, mắc lắm. Tôi nói ví dụ như Taj Mahal, kỳ quan thế giới ha, ở tại Ấn Độ, thì vé vào cổng á là gần 15 đô, mà đăng khi khách phải đi bộ thấy mò. Cái xe mà đưa khách đó, từ cái bãi đậu xe cho đến gần cái công trình đó một cây số mấy, rồi sau đó phải đi bộ, mà xe rất là cọc cạch lạc hậu lỗi thời, mà muốn vô thì phải đóng gần 15 đô, và nhiều nơi ta đóng 20 đô. Hoặc là cái di sản như có thế giới Kuitapina, tháp chiến thắng ở tại thủ đô Delhi, có tuổi thọ đó là
800 năm, vào trong đó phải đóng 12 đô. Cái số tiền nó cũng tương đương cái đó đó ha. À, muốn thì vào, không muốn thì ở ngoài, vậy thôi. Đó là cái vé vào cổng thôi. Và ở nhiều nơi người ta còn đó là dịch vụ mua bán bên trong á là độc quyền luôn. Tôi nói ví dụ như đền Ashram, đền Ấn Độ giáo lớn nhất toàn cầu nằm tại thủ đô Delhi. Tôi tin rằng là không có một công trình tôn giáo nào đẳng cấp như thế, tinh hoa như thế, đẹp như thế về kiến trúc mỹ thuật đó, với 20.000 phù điêu lớn nhỏ bằng đá sa thạch đỏ, sa thạch vàng, không có cấu trúc thép và xi măng, rất ấn tượng. Thì trong đó mọi dịch vụ là độc quyền và phải sắp hàng chờ đợi rất lâu, kiểm soát an ninh còn khó gấp hai ở phi trường. Thì thế giới này có ai lên tiếng gì đâu đó. Do đó nếu các dịch vụ có giá cả phù hợp với luật pháp thì tôi nghĩ là nên tán dương. Bằng không mấy anh cứ tự đi bộ, ai không thích thì cứ đi bộ đi, ai cấm anh đi dịch vụ đó đâu. Đi xe từ bãi đậu xe đến cái công trình gì đó, đó là tùy đó. Chúng ta phải rõ ràng về vấn đề đó, đừng nên cực đoan một chiều. Điều thứ ba đó là chủ trương du lịch tâm linh. Việt Nam chúng ta đã có cái giai đoạn bán nguồn tài nguyên thiên nhiên với giá rẻ mạt, giá thô. Đó không phải là chủ trương thông minh. Dubai đó là một trong những quốc gia mà ban đầu khởi nghiệp của họ đó là khai thác dầu hỏa để làm giàu. Khi họ phát hiện ra các quặng dầu, rồi dùng cái công nghệ khai thác dầu hiện đại để lấy nó. 10 năm trở lại đây đó, họ đã ngưng chính sách ra, không bán dầu nữa rồi, mà để cái trữ lượng dầu thật là lớn để cho tương lai. Và họ phát triển Dubai trở thành là cái trung tâm du lịch thế giới qua con đường du lịch công nghệ không khói. Cái doanh thu về cái nguồn du lịch đó nó lớn hơn các ngành công nghiệp mà không để lại các hậu quả nghiêm trọng về môi trường. Còn các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam đó, là bán đứng môi trường. Thì mặc dầu không phải là chủ trương, mà thỉnh thoảng nó xảy ra các sự cố như là phong ô sa, để mà mua lấy cái cơ hội tăng trưởng kinh tế, cái giá phải trả là quá đắt. Cho nên đó, xu thế là đầu tư vào du lịch tâm linh như là Dubai, Singapore hay là nhiều nước phương Tây, người ta đã có nhiều thập niên rồi. Và Việt Nam chúng ta đã nỗ lực khá tốt, cho đến năm 2018 này mình đã có được 15 triệu du khách quốc tế. So với Thái Lan 35 triệu thì chúng ta vẫn còn thua xa. Hoa Kỳ cho 150 triệu du khách. Thì như vậy đó là chúng ta cần phải có những công trình đẳng cấp, có những cảnh quan đẳng cấp, có những cái thiên nhiên đẳng cấp. Cái lợi thế đó, Việt Nam chúng ta có cảnh đẹp thiên nhiên thôi, còn các cái công trình đẳng cấp chúng ta có quá ít. Cho nên để thu hút du lịch nước ngoài đó vào Việt Nam thì ngoài cái chính sách mà chúng ta cần phải cải tiến từ bộ văn hóa thể thao du lịch, chúng ta phải tạo ra một cái mắt xích du lịch đó, làm thế nào để cái giá cả rất là cạnh tranh, thậm chí nó phải thấp hơn du lịch ở tại Thái Lan, Malaysia, Singapore thì người ta mới đến Việt Nam chứ. Tới giá du lịch Việt Nam mình nó quá cao, do vì cái cách làm du lịch chúng ta là thiếu chính sách hợp tác mang tới các quy mô và quy mô. Cho nên ở phương diện này tôi nghĩ rằng là chủ trương của chính phủ Việt Nam là rất đúng, là khích lệ các doanh nghiệp đầu tư các công trình du lịch lớn, về bản chất nó là tốt thôi. Vấn đề còn lại là cái chủ trương đó có phù hợp luật pháp hay không. Nếu hợp luật pháp thì chúng ta phải tán dương, chúng ta phải ca ngợi những con người có những cái công trình lớn để tạo ra hình ảnh giàu sang của người Việt Nam và đất nước Việt Nam. Tại sao chúng ta biết ca ngợi những nước phương Tây giàu cái này giàu cái kia, mình lại đi mặc cảm từ tới dân tộc? Cái gì của mình có chút xíu là mình cứ phê phán nó, phê phán mặt trái, còn cái đúng là chúng ta phải tán dương. Còn nếu mà nói về quy mô đó thì theo tôi chùa Tam Chúc không lớn, còn nhỏ hơn chùa Ba Vàng. Về cái diện tích của chánh điện, chùa Tam Chúc chỉ có 5.500 m², cao 55 m. Chánh điện chùa Ba Vàng khánh thành là tháng 4 năm ngoái là đến 6.000 m². Còn các cái công trình đền thờ của Thiên Chúa giáo trên toàn cầu đó, có trên 400 ngôi từ 5.000 m diện tích cho đến 20.000 m
du. Như vậy chúng ta chỉ có mở một hai công trình, còn thế giới này ta có đến mấy trăm công trình. Còn đối với các cái đền thờ Hồi giáo, có những đền thờ có sức chứa 1.500.000 chỗ ngồi. Cái chùa chánh điện chùa Tam Trúc như thế là quá bé, quá nhỏ, không là gì hết so với thế giới. Và trong cái thời đại công nghiệp cách mạng lần thứ tư này đó, tôi nghĩ rằng là cũng với cái thời gian đó, công sức đó, chất xám đó, nỗ lực đó, phương pháp đó, nếu chúng ta có những cái nơi chứa sức đông đó, nhiều người, và nội dung đó, tốt và tích cực đó, lại là cho biết bao nhiêu người. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy những điều này để khích lệ những cái công trình phù hợp với luật pháp để phục vụ cho đất nước Việt Nam. Theo cái ý nhỏ nữa là khi mà cái khối lượng tài sản và du dịch tâm linh nó lớn, và đặc biệt là cụ thể đối với ở các ngôi chùa, thì chúng ta có cái chính sách hay là có một cái thỏa thuận như thế nào để cho người ta nhìn vào cái hình ảnh của các vị sư thì nó có gọi là nó được rõ ràng về mặt tài chính hay kia nọ, để cho tránh những cái trường hợp là ví dụ như có lượng tài sản nhưng mà gia tăng lớn, người ta lại đặt những cái dấu hỏi là nó này chạy đi đâu, như thế nào, như thế nào. Đặt những câu hỏi đó tôi nghĩ nó không thích hợp lắm. Thứ nhất á, là tất cả mọi công dân, dù là tu sĩ hay là người đời đó, đều sống theo luật pháp, thượng tôn luật pháp. Những gì luật pháp không cấm á, thì người ta được quyền làm. Đó là cái nguyên tắc căn bản. Thứ hai đó, đứng về phương diện tôn giáo đó, thì mỗi tôn giáo có chính sách riêng, cách thức hành đạo riêng. Nếu như chủ trương ở cái cơ sở tôn giáo A không trái lại với tôn giáo đó, và trong trường hợp đó là ngôi chùa A không trái lại với hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì không có gì để đáng bàn, không có gì để đáng bàn. Còn về vấn đề cái nguồn tài chính của các cơ sở tôn giáo, dù bất kỳ là tôn giáo nào, hay là cái cơ sở nhà nước, hay cơ sở xã hội, cơ sở dân sự, thì người ta phải tuân thủ luật pháp, chi thu minh bạch, rõ ràng, có các bằng chứng để không bị lạm dụng, đi vào cái túi riêng. Còn ở đâu nó cũng có những cái tình trạng trục trặc, rủi ro, nếu mà quản trị không khéo thì bị tham nhũng, bị lũng đoạn, rồi bị mất mát đi. Thì cái đó chúng ta cần phải có kiến thức về quản trị học, tổ chức thật là tốt để không có những cái rủi ro xảy ra. Còn luật pháp thì không có yêu cầu tôn giáo A, cơ sở tôn giáo B, rồi cái cơ sở tôn giáo C đó phải đi trình báo nhà nước mỗi tháng là mình thu nhập bao nhiêu. Tại vì tôn giáo nó có cái chính sách riêng, có luật. Chúng ta đã có luật là tôn giáo và tín ngưỡng, hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Cái gì mà làm không vi phạm luật pháp thì chúng ta phải tôn trọng ta. Phải tôn trọng. Cảm ơn.